Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Kết luận đầy sáng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đối với những nội dung tố cáo của các cầu thủ bóng đá. Ngày 14 tháng 10, báo dân trí cho biết, ngành thể thao Bình Thuận kết luận vụ việc cầu thủ tố bị cắt sáng chế độ. Dân trí cho biết, trước đó có thông tin xuất hiện trên mạng xã hội về việc các cầu thủ thuộc câu lạc bộ bóng đá Bình Thuận Tố cáo ông Lê Bá Hùng, giám đốc Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận. Các nội dung tố cáo gồm có. Thứ nhất, tiền thưởng của cả mùa giải, 150 triệu đồng cho một trận thắng, 100 triệu đồng cho một trận hòa, không được phát cho đội. Thứ hai, tiền ăn khi vào giải của các cầu thủ bị cắt sáng. Thứ ba, tiền giày cấp theo quý, toàn đội chưa được nhận được đồng nào. Thứ tư, một số cầu thủ bị trừ thuế tháng 5 sai luật. Theo dân trí, ngày 10 tháng 10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã thành lập tổ xác minh để làm rõ các nội dung nói trên. Và đây là hình bài trên báo dân trí. Đến chiều ngày 13 tháng 10, tổ xác minh thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Thuận cho biết, bước đầu xác định như sau. Thứ nhất, về tiền thưởng do ngân sách không có nên phải vận động nguồn xã hội hóa. Tuy nhiên, do các doanh nghiệp gặp khó khăn nên chỉ vận động được 92,53 triệu đồng. Số tiền này sẽ được trung tâm trao cho đội vào ngày tổng kết mùa giải năm 2023, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 10. Thứ hai, về tiền ăn vào giải bị cắt sáng. Theo quy định của nhà nước chế độ tiền ăn tập luyện thường xuyên cho mỗi ngày là 240.000 đồng cho một ngày và những ngày thi đấu giải là 320.000 đồng cho một ngày đều phải chi trả vào tài khoản cá nhân của từng huấn luyện viên, vận động viên. Thứ ba, về tiền giày cấp theo quý do Trung tâm được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch giao phối hợp với nhiều tổ chức hoạt động thể thao, cấp tỉnh và cấp quốc gia nên thủ tục đấu thầu mua sắm còn chậm so với yêu cầu. Thứ tư, về việc trừ tiền thuế tháng 5, thì tiền thuế này đã được trung tâm nộp trực tiếp cho cục thuế đến ngày 31 tháng 12, cầu thủ có nhu cầu hoàn thuế, trung tâm sẽ làm thủ tục hoàn thuế cho họ theo quy định. Theo kết luận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh Bình Thuận, có vẻ như các cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Bình Thuận đã đổ oan hoặc ít ra là nghi ngờ oan cho ông Lê Bá Hùng và Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Bình Thuận. Các kết luận ở điểm 1, 2 và 4 cho thấy trung tâm này hoàn toàn trong sạch, chỉ có chút lỗi ở điểm thứ ba do họ quá bận rộn mà thôi. Và đây là hình các cầu thủ đội bóng đá Bình Thuận. Tuy nhiên, người đọc bản kết luận trên vẫn thấy có chút gợn gợn, sẵn sàng, sàng có người thắc mắc như sau thứ nhất nếu không có ngân sách để chi giải thưởng tại sao lại công bố mức thưởng như vậy có phải là lòe để cầu thủ căng sức ra mà đá xong lại phủi tay bảo không có tiền hơn nữa số tiền thưởng thu được sao không công bố minh bạch cho cầu thủ mà phải đợi đến khi có thắc mắc có tố cáo rồi cấp sở về xác minh mới đưa ra về tiền ăn nếu đã chi trả vào tài khoản của từng cầu thủ sao họ lại không biết mà còn thắc mắc dù đã giải thích nhiều lần. Chẳng lẽ các cầu thủ kém thông minh vậy sao? Việc mua dài cho cầu thủ, nếu trung tâm quá bận thì có lẽ nên từ chối, chứ ôm đờm nhiều việc làm chi. Báo với sở để sở giao cho bộ phận khác thực hiện. Về thuế, mục này khá vô lý. Thuế ở đây có lẽ là thuế thu nhập cá nhân, mà đã là thuế thu nhập cá nhân thì đều được đóng hàng tháng theo quy định. Vì sao không thấy thắc mắc đối với các tháng khác mà chỉ thắc mắc với tháng 5? Hơn nữa, tại sao trung tâm lại tích cực đến mức đóng thuế cao hơn quy định rồi lại bắt cầu thủ chờ đến cuối năm mới được nhận lại tiền hoàn thuế? Có khá nhiều vấn đề để thắc mắc trong kết luận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, nhưng có lẽ thắc mắc lớn nhất là đồng chí Lê Bá Hùng là con em của đồng chí nào? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Kết luận đầy sạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đối với những nội dung tố cáo của các cầu thủ bóng đá. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Những quán ăn truyền thống đắt tiền vẫn hút khách của người Hoa ở Sài Gòn chợ lớn. Ngày 15 tháng 10, báo Thanh niên có bài Hủ tiếu nhà giàu nửa thế kỷ ở thành phố Hồ Chí Minh, tô rẻ nhất 100.000 đồng khách mê vì độc lạ. Theo đó, với giá rẻ nhất là 100.000 đồng một tô và dao động đến 150.000 đồng một tô, một quán hủ tiếu người Hoa có thâm niên hơn 50 năm tuổi ở chợ lớn vẫn hút khách nhờ món hủ tiếu cá bớp độc lạ. Đó là quán ăn được truyền qua ba thế hệ của gia đình anh Trần Vĩnh Thành, 46 tuổi, nằm trên đường Nguyễn Thi, bên hông bưu điện chợ lớn quận 5 khách vẫn gọi cho vui, đây là hủ tiếu nhà giàu. Và đây là hình bài viết về quán hủ tiếu Huê Viên. Báo Thanh Niên cho hay, quán có tên là Hủ Tiếu Lâm Huê Viên, với bản hiệu được viết một cách cổ điển. Bốn anh chị em gốc hoa trong gia đình của anh Trần Vĩnh Thành đều cùng tham gia bán hàng trong quán. Báo Thanh Niên dẫn lời tâm sự của anh Thành cho biết, quán ăn của gia đình mình đã được truyền qua ba đời từ đời ông bà của anh. Quán được mở trước năm 1975, trước còn bán nhiều loại nước cùng các món ăn đặc trưng, truyền thống của người Hoa. Bài báo cũng dẫn lời bà Trần Vĩnh Diệp, 58 tuổi, là chị Anh Thành và cũng là chị cả trong gia đình cho biết. Mức giá này là hợp lý vì tiền nào của nấy. Mỗi tô hủ tiếu mì thập cẩm sẽ có cật, tim, gan, tôm viên, cá viên, tôm, thịt nạc heo, cá bóp. Theo bài Diệp, tất cả những nguyên liệu được quán chọn đều là những nguyên liệu tươi ngon nhất là hàng tuyển được chế biến theo công thức gia truyền của gia đình. Nguyên liệu đều được dùng trong ngày nên mới có giá này. Tác giả bài viết đánh giá, hương vị tôm mì ở đây xứng đáng đạt điểm 9 trên 10, xứng đáng với giá tiền bỏ ra. Và cho biết, qua bao thăng trầm, biến đổi, Quán ăn vẫn ở đó trong khu chợ lớn, mỗi ngày vẫn mang những phần ăn với công thức nấu được truyền qua nhiều thế hệ trong gia đình gốc Hoa đến với khách. Liên quan đến những quán ăn gia truyền nổi tiếng với giá cả siêu mắc tại khu vực Sài Gòn chợ lớn, vẫn báo thanh niên ngày 12 tháng 10 giới thiệu quán mì ba đời ở thành phố Hồ Chí Minh, mắc nhất là 350.000 đồng một tô. Chủ đi Mỹ nhưng khách vẫn đông. Và đây là hình bài viết về quán mì Thiêm Huy. Theo đó, một quán mì gốc hoa nổi tiếng với món mì vịt tiềm đã truyền qua ba đời với thâm niên gần nửa thế kỷ của gia đình ông Dương Tâm, 51 tuổi, được khách biết tới với tên gọi Thiêm Huy nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Trãi, quận 5. Tô mì đặc biệt ở đây có giá 350.000 đồng một tô. Ít ai biết, dù gia đình người chủ đã đi Mỹ nhưng quán vẫn không giảm sức hút. Bài báo dẫn lời bà Nguyễn Thị Xuân Mai, 64 tuổi, là người tiếp quản quán ăn này hiện nay, cho biết bà là chị vợ của ông Tâm, chủ đời thứ ba của quán này. Trước đó, bà làm giáo viên ở Mỹ Tho, Tiền Giang, sau khi về hưu đã tiếp quản tiệm mì này, thấm thoát cũng hơn 7 năm từ ngày cả gia đình ông Tâm chuyển sang Mỹ định cư. Theo lời kể quán ăn này được ông nội của ông Tâm mở bán từ trước năm 1975. Vào thời điểm đó, nó chỉ là một xe mì lề đường, nhưng vì vị ngon đặc trưng nên khách lúc nào cũng đông đúc. Trải qua ba thế hệ, từ đời ông nội đến cha ông Tâm và giờ là đời của ông, xe mì năm nào giờ trở thành một quán ăn ba tầng khang trang, rộng rãi. Chưa kể theo lời bà Mai, từ ngày bà về quản lý quán đã mua luôn căn nhà kế bên để có đủ không gian đón khách. Thực đơn của quán đa dạng với gần 100 món ăn, nước uống, chủ yếu là các món đặc trưng của người Hoa. Tuy nhiên, đặc trưng nhất của quán chính là phần mì vịt tiềm. Có giá rẻ nhất là 18.000 đồng cho một vắt mì không và phần mắc nhất đặc biệt nhất là 350.000 đồng cho phần mì vịt tiềm bào ngư hải sâm. Bà Mai thừa nhận quán có giá cao nhưng hoàn toàn xứng đáng. Bà nói rằng sức hút của quán không chỉ nằm ở nguyên liệu ngon nhất được quán lựa chọn kỹ lưỡng, mà còn ở phần nước lèo, được nấu theo công thức riêng, được truyền lại qua nhiều đời. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Những quán ăn truyền thống đắt tiền vẫn hút khách của người Hoa ở Sài Gòn, chợ lớn xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới